Hello, chào mọi người nha. Chào tất cả anh chị em, cô chú bác. Ngày mới, năm mới vui vẻ. Chúc mừng anh chị em, cô chú bác mừng ba đi chơi Tết vui vẻ nha. Hay vợ chồng mình phải nhỏ thế này này. Bữa trước phun thuốc không chết. Bây giờ phải nhổ cỏ. Nhổ cỏ xong rồi thì mình có một cuốc thì phải đào hố cà phê đây, tưới nước, bỏ phân, nước nó khỏi chảy. Mọi người hãy theo dõi nhá. Đi ra. Đấy mọi người, mừng bà Tết của siêu đây, là phải đi chôn nó rồi, có cái cuốc này này, là phải tạo cái này này, tạo cái co này này. Nghe mày phải tưới nước. Nhổ nó cưng quá. Phải đảo như thế này. Đấy. Cỏ chanh. Bữa phun thuốc mà không chết. Không cần xem hết chờ video của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ qua thời gian và đã theo dõi video của siêu hàng ngày. Siêu không có gì đặc biệt, siêu muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, cô chú bác. Ngày mới, năm mới vui vẻ, chúc mọi người đẹp trai đẹp gái nha. Đấy, mừng bà đấy, mừng bà người ta đi chơi mà giờ mình phải có một cuốc này mà tao khó này. Khổ đi. Sổ mình đen mà phải chấp nhận thôi. Con người ai mà chẳng muốn không hoàn thành. Điều được sao nữa. Hết cỡ rồi. Chỉ mong muốn là gia đình đủ ăn, thường ngày là có sức khỏe là đối với siêu là mừng lắm rồi, vui lắm rồi. Cháu tao còn đang kiếm bích lại hả? Như vị như vậy. Không mọi người, quá đẹp đúng không? Sợ quá, gần chết hết rồi này. Mày mốt mình tưới ca rồi, tưới nước rồi. Đây là rắn tầm môn nha mọi người. Đấy, may quá này, mình không mang dép để
cục trứng này. Thôi, ra hết trứng luôn. Nó sắp sinh rồi mọi người ạ. Xong cái hai hàng này là trời mưa về, bây giờ phải về đi lấy cuốc để đào đào mật ong này. Không biết là mùa này là nó có nước hay không á. Kìa, duy thoa luôn đấy mọi người. Điết điết, chắc phải ghét cái điết điết. Mày ơi, mày thích ơ. Ông này thì nó không tốt đâu. Ông này rất chi là dễ mọi người. Đâu, đù tổ ông kìa. Đây là lần đầu tiên mình xuất hiện clip ăn chay mình mọi người nha. Chắc chi là nhiều nước luôn á. Đúng mẹ luôn. Rồi bỏ vào thùng xô. Đủ còn là chắc là 4 5 xiên luôn á mọi người. Ngọt quá. À, kia nữa. Đấy. Quay quay con. Đây đây đây. Đấy. Giờ lâu quá rồi, bây giờ là nó sẽ làm hết biến thành con rồi này. Hay xem rồi mọi người. Tuyệt vời. Là 3 xin rồi. Còn 1 xin. 1 là 2 nhỉ. Còn nhiều ạ. Sao thêm đi đào chỗ kia. Chưa. Còn một cái mọi người.
gái, ba gái nhiều lắm. Mùng 3 của anh em mình đi bắt đi đào một ong. Mùng 3 người ta đi chơi Tết, còn mình thì mình đi đào ong. Đấy. Mình bắt một tổ ong, bây giờ thì 1 2 3 4 5. 6. Còn đó. Còn một cái hai cái vậy. Còn nhiều ạ. Còn nhiều lắm mọi người ạ. Dài này mặt bò miệng bồn đù đây nha mọi người, đây này mới mọi người nha, rất là ngọt luôn đúng không? Ừ. Hết chưa? Chưa. Vui lắm mọi người ơi, sướng lắm. Đây là không có nước rồi, bây giờ thì nó sắp ra thành con rồi. Có là nhiều luôn kìa. Hết rồi mọi người ơi, hết rồi mọi người. Giờ thì siêu sẽ lấp lại cái đợt này để sau này mai mốt nào vẫn làm tiếp. Giờ thì co lại trông lại ở xa nữa.
lần sau mình sẽ đi bắt ốc người nha, người hãy đón xem nha. Ok mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ dừng clip ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người gặp lại clip lần sau nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người đi chơi Tết vui vẻ nha.